Đây mình quay sơ cái vườn cà na của mình trồng nay khoảng gần 2 năm rồi nha bà con. Mà mình không có chăm sóc kỹ bởi vì nó cũng không có được tốt. Mà cái loại cây này là nó rất là dễ. Nè bà con thấy là trái là nó đụng đất luôn. Cái nhánh này nè. Nhánh này bà con thấy trái nó đụng đất luôn. Mặt đất nó nằm trên mặt đất rồi, thấy không? Bà con thấy không? Cái trái nó đụng đất luôn đó. Trái nó ra đụng đất luôn. Bây giờ nó đang ra bông nữa, bà con thấy nè, đang lớp trái lớp ra bông nè. Cái này thì nó chưa có đậu nhiều hơn. Cái cây này nè, bà con thấy cái này nó đậu cái này. Khách biết không? Cái này bà con thấy nè, đó. Đó, đậu khách biết không? Đó. Bà con thấy cái nhánh nè. Cái nhánh này nó đậu rồi, nhánh cái vừa lớn đó rồi. Như cái chùm vừa con thấy là nó nằm to thẳng cả ký này. Tùy theo cái cây. Còn cây này thì nó đang ra bông trắng hết rồi. Nói chung ở đây là cà na này là cà na. Nó rất nhiều loại giống, nhưng cái này là cái giống là kêu bằng Thái. Trái to lá dài đó, cái lá dài là cái lá nó về kêu bằng lá dài nè. Còn thấy là cái lá nó dài vậy đó. Đó. Lá dài đây không có cái lá cũng Thái nữa mà lá cục. Là trái nó nhỏ, thứ đó giờ hầu như là ta đã chặt bỏ hết rồi. Mà có số người ta không có biết thì người ta trồng những cái giống mà cà na trái nhỏ đó thì giờ ta cũng là chặt bỏ hết. Rồi khi bán không được. Bây giờ mấy cái ghe dưới sông rồi đó rồi người ta bán là về là bán có 10.000 một nhánh, 8.000 nhánh đó là trái nhỏ lá tròn. Bởi giờ đa số trồng mà không có đi trực tiếp tới vườn đó à, từ chỗ đó mà trồng cà na đó là giờ chặt bỏ riêng hết, nó bán không được luôn. Còn cái này là trái to lá dài, quay sơ cho bà con mà nó cũng rất nhiều loại. Mà khuyên bà con nên nếu mà trồng thì tới vườn cái đi, tới vườn xem một cái rồi coi là sao, rồi nó ra trái ra sao, bông ra sao rồi mới quyết định trồng. Chứ không tự nhiên mà con mua giống rồi khơi không rõ nguồn gốc gì trồng rồi 2-3 năm trời rồi không lẽ bà con chặt bỏ, nó từ chỗ nó phí cái công mình hết. Rồi con quay sơn cái đây thì mình chuyên môn là thuê người là người ta đi bầu một lần là 1-2.000 nhánh nha, chứ không phải là số lượng bỏ rất là lớn. Đây bán toàn quốc mà bán đây tôi là gửi ra ship thì tôi nhiều khi ra tới Hà Nội rồi ngoài rất là đi tùm lum hết đó, cây nào cũng ra bông, cây nào cũng ra bông trái hết, mà cây mới tơ thì trái ít trái nhiều thôi. Mình đi gửi giống rất là nhiều nơi thì quay sơ cho bà con xem cái loại mà trái to lá dài thôi đó. Cái trái to là trái dày nó chưa đủ độ lớn không nữa nè. Cái to là vậy đó, quả này là chưa đủ độ lớn không, còn lớn nữa. Trái to này thì khoảng 50 trái một ký, còn đó là nên chăm sóc phân thuốc, còn nếu bình thường chắc khoảng 50-60. Còn trái nhỏ thì tới 100 mấy lận, nó như rất nhiều loại giống. Bây giờ là cái trái này đang là thịnh nhất, cái trái to nó dài là đang là thịnh nhất hiện nay. Vì nó là một là nó là nó ngắn thời gian có trái, trồng nó khoảng 2 năm mà đã có thu hoạch rồi, một năm mấy là cũng có trái rồi, mà mình nó số lượng ít không kể đi cũng 2 năm. Còn cà na mà thường thì nó thái thường thì nó nằm giá cũng năm mấy năm, mà cái trái nó bẻ nó lâu thời gian rồi nó mất thời gian bẻ rồi nó lại là bán khó bán, rồi dân công người ta ngán hái cái tiền công hái nó ký 5.000 khi hái lâu, còn là hái nó rất lẹ. Bây giờ góp lại là chỉ còn cái giống là trái to lá dài này là đứng nhất thôi. Thì bà con trồng nghiên cứu, nếu mà có muốn có trồng loại cây này thì nghiên cứu kỹ trước khi mua giống nha bà con. Còn tôi thì đây là tôi bán là số lượng là đại trà, nhiều khi mấy người nó bỏ lại nó bán tào lao cũng không chừng nữa. Thì có chút đỉnh cái chia sẻ cho bà con trước khi trồng vậy thôi. Thôi chào bà con.